Chào bạn, tôi là Thùy Dung. Tôi đã có gần 5 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề của gia đình như là mâu thuẫn của vợ chồng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái khóa học tuyệt chiêu giữ lửa hạnh phúc gia đình. Khóa học này bạn sẽ được nhận. Thứ nhất là hiểu được cái tầm quan trọng về gia đình, tầm quan trọng về cái mối quan hệ vợ chồng và con cái, tầm quan trọng cái việc làm sao đó để phải thấu hiểu được nhau là cái điều vô cùng cần thiết trong cái việc giữ lửa hạnh phúc gia đình. Và tôi chắc chắn rằng cái khóa học này của tôi, nó từ trải nghiệm thực tế của tôi trong hơn 5 năm xây dựng hạnh phúc gia đình, là những kinh nghiệm, là những cái bí quyết mà tôi đã áp dụng trong gia đình của mình. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn, cho các bạn toàn bộ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm đó. Và tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống của chúng ta đều có nghệ thuật của nó. Và trong gia đình cũng vậy, trong mối quan hệ vợ chồng, nó cũng có nghệ thuật, nó có bí quyết, nó có tuyệt chiêu trong cái việc giữ lửa hạnh phúc. Và tôi sẽ chia sẻ với bạn trong cái khóa học tuyệt chiêu giữ lửa hạnh phúc gia đình. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.